Vô thì hình là hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề mà mình nghĩ là cũng có một số bạn quan tâm, tại vì mình cũng có nhận được những cái câu hỏi về cái vấn đề này. Đó chính là hand name, hay còn gọi là cái tên để mà các bạn dùng để hoạt động trong cái trò này. Ví dụ như mình là Neko hay là Akai. Nếu bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Thì hand name là gì? Hand name hay còn gọi là cái nickname là cái biệt danh của mấy bạn đó, nhưng mà được sử dụng trong cái trò mà dùng tay là chính. Như cái trò này thì người ta sẽ gọi nó là hand name. Vậy thì có thực sự cần thiết phải có hand name không? Tại sao người ta lại dùng cái hand name mà không dùng cái tên thiệt? Mặc dù là vẫn có một số người người ta dùng cái tên thiệt của người ta, nhưng mà đa số là người ta sử dụng hand name. Vì sao lại như vậy? Và sau đây là ba cái lý do mà mình nghĩ là nên có hand name. Cái lý do thứ nhất là để bảo mật cái thông tin cá nhân. Thì chúng ta là chơi cái trò này là sinh hoạt chung trong một cái cộng đồng mà các bạn sẽ không có biết là các bạn chơi với những người như thế nào. Các bạn sẽ vào và các bạn sinh hoạt chung với những người lạ, đó nói chung là người lạ. Thì đối với Việt Nam mình mà là nó tương đối là nó hiền, cho nên là không có vấn đề xảy ra nếu mà các bạn xảy ra chỉnh xích mích hay là cái gì. Nhưng mà ở một số nước nhiều khi là nó hơi dữ hơn, như là nó hơi phức tạp đó. Thì việc mà các bạn để lộ cái tên của mấy bạn ra, xong rồi các bạn gây xích mích này kia, rồi sẽ có thằng nó chi ra được các bạn là thằng nào, rồi nó kiếm các bạn nó xử, thì rất là nguy hiểm. Cho nên là cái việc mà các bạn giấu cái thông tin cá nhân nó cũng tương đối là quan trọng. Cái lý do thứ hai đó là để đơn giản hóa việc gọi tên hay là ghi tên các bạn đối với bạn bè quốc tế. Thì một số người là tên rất là ngắn và không có dấu thì dễ gọi, nhưng mà một số người ví dụ như là tên tên Phúc, là tên danh này kia, thì ví dụ như Akai nó tên danh thì người ta kêu nó là Đen Đen không, hay là tên Phúc thì tên kêu là Phắc đó, kiểu như vậy, là tên dài dài kiểu như là cặp nừng cà lông con tê đó, kiểu như vậy. Thì không ai gọi được tên các bạn đúng hết đó, nhiều khi người Việt mình ghi tên còn sai. Các bạn tưởng tượng các bạn vô những cái clip quốc tế này kia nhưng mà người ta ghi sai tên các bạn thì nó sẽ thảm họa như thế nào đó. Cho nên là việc có một cái biệt danh, một cái hand name thì nó rất là cần thiết để người ta ghi đúng tên các bạn. Cái lý do thứ ba đó là nếu mà các bạn chơi cái trò này mục đích là để thành công, để được nhiều người biết tới các bạn, thì việc có một cái hand name nó sẽ khiến người khác là dễ tìm ra các bạn, dễ biết tới các bạn hơn. Ví dụ như là mình là một người Thái Lan, mình chơi giỏi đó, nhưng mà mình sử dụng cái tên thiệt, tên hoàng dung sáng đó, thì một bạn nước ngoài là A muốn giới thiệu mình cho một bạn khác là B, nhưng mà không có biết ghi cái tên mình sao. Đó, cũng không có biết đọc cái tên mình cho nó đúng, thì cứ đọc nó kiểu kiểu phát âm giống vậy thôi. Đó, thì cái bạn B này về là kiếm không có ra. Đó, thì mình đã mất đi một cái cơ hội là được bạn B biết tới. Đó, cho nên là việc có một cái anh em thì nó cũng khá là quan trọng. Ngoài ra thì việc có anh em thì cũng sẽ giúp các bạn có cảm giác là chuyên nghiệp hơn. Tại vì bạn bè quốc tế là hầu như là 80% là người ta sử dụng anh em hết rồi. Đó, tụi Nhật Bản, nhất là tụi Nhật Bản, những cái nước mà người ta viết chữ ngoằn đó thì người ta sẽ thường là sử dụng hand name. Đó, và nếu mà các bạn sử dụng hand name là các bạn có cảm giác là các bạn hòa nhập với thế giới các kiểu đó. Thì ok, và đó là những cái lý do mà mình cảm thấy là việc có hand name thực sự cần thiết trong cái trò này. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.